Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao mình chọn Đài Loan để du học? Bạn chọn Đài Loan du học vì chất lượng giáo dục, hay là vì môi trường sống, cũng như là hay vì chi phí du học thấp? Chào các bạn, mình là Henry Calo. Chào mừng mọi người đã quay trở lại chuỗi series du học Đài Loan cùng Henry. Xin chào mọi người, mình là Henry. Chào mừng chuỗi series du học Đài Loan cùng Henry Calo. Khi chuỗi series ngày hôm nay thì mình sẽ có những cái lời đổ điều các bạn, là chia sẻ các bạn là một ngày đi làm của mình tại Đài Loan như thế nào. Thì cái việc đầu tiên mình chắc chắn mình sẽ rất là, các bạn sẽ hỏi mình là ủa là sao mày kiếm được việc hay vậy? Hồi mày kiếm việc ở đâu vậy? Chỉ với tao với, giới thiệu với tao với, kiểu như vậy. Thì ok, video clip ngày hôm nay thì mình sẽ đáp thắc mắc của các bạn, quy trình của mình về cái việc đó đó ha. Thì chắc chắn đầu tiên á, các bạn biết là cảm giác của mình khi mà được nhận job như thế nào, thì thực sự là mình cảm thấy rất là vui luôn. Tại vì các bạn biết là mình đã đợi mòn mỏi cái công việc đầu tiên của mình ở Đài Loan là rất là lâu rồi. Mình phải ngồi ở nhà tới tận 1 tháng mấy các bạn. Các bạn biết là cái việc mà mình làm, mình chuẩn bị xong hết rồi nha, mình chuẩn bị xong cái giấy tờ work permit rồi đó, là cái giấy mà cho các bạn đi làm á, giấy mà đi làm á, người ta hay gọi là giấy đi làm. Thì cái giấy đi làm có một ca, nếu các bạn chưa biết giấy này thì cái giấy này chắc chắn khi các bạn muốn đi làm thêm ở tại Đài Loan á, thì chắc chắn các bạn phải xin giấy này ha. Thì các bạn chỉ cần lên trên kênh của mình, các bạn có thể tìm, thì mọi thông tin đều trên kênh hết đó. Thì cái giấy đi làm này á, là các bạn bắt buộc phải đi làm. Nếu mà những cái chỗ mà công ty có các bạn mà công ty lớn hoặc là những công ty mà có danh tiếng á, thì đa số là họ sẽ bắt các bạn yêu cầu về cái việc giấy đi làm. Tại vì khi mà các bạn không có giấy đi làm cái giấy này á, thì khi mà có ai đó mà cố tình chơi bạn á, thì khi mà các bạn bị công an bắt á, thì họ sẽ hỏi các bạn, nếu các bạn không có giấy này á thì các bạn sẽ bị phạt là đâu đó, là mình nghe nói là từ 10.000 cho tới 2, thì cái trên 1 vạn cho tới 2 vạn là đó các bạn. Cũng như là họ sẽ phạt cái chủ mà họ nhận những bạn mà kiểu không có giấy này thì họ cũng sẽ bị phạt tiền luôn. Nên đâm ra là đa số những cái chỗ lớn danh tiếng á, họ ít khi họ muốn kiểu bị tai tiếng, nên là họ đa số là họ bắt buộc là các bạn phải có giấy đi làm hết. Thì nếu mà các bạn không có giấy đi làm thì mình thấy là đa số cũng có những cái chỗ nho nhỏ, những cái quán nhỏ thì họ cũng không yêu cầu các bạn có giấy đi làm đâu. Nhưng mà mình khuyên là các bạn hãy nên khuyên nha, thực sự khuyên với đứa này mình nên là các bạn hãy nên làm một cái giấy đi làm ha. Thì như vậy nó sẽ hợp pháp hơn, thì sẽ giúp cho các bạn. Thì các bạn cũng sẽ hỏi mình là giấy đi làm như thế nào, thì các bạn chỉ cần có thẻ ARC là được, cũng như là các bạn có giấy chứng minh là các bạn đi học tại trường, có một cái tờ giấy chứng minh các bạn đi học tại trường nào đó, các bạn du học á từ trường rồi đó, thì các bạn làm một cái đơn thủ tục này cũng rất là đơn giản luôn á. Mình nghĩ rằng là ai cũng có thể hỗ trợ các bạn. Thì các bạn lên trên kênh của mình cũng được nè. Thì ok, thì lúc đó thời gian đó mình đợi tụi các bạn biết là mình cầm cái tờ giấy đó, mình ngồi ở nhà mình chơi khoảng tháng mấy luôn rồi đó. Cảm giác mà kiểu mình cũng sót ruột cho các bạn, kiểu giờ mình có giấy rồi, có đầy đủ hết giấy tờ rồi, giờ việc đâu để làm ta. Thôi lúc đó các bạn biết hả, mình hãy đi lên trên mạng á, mình cũng lên giống các bạn vậy thôi, lên trên mạng, lên trên YouTube nè, lên trên những cái diễn đàn Facebook nè, rồi mình cũng hỏi thăm bạn bè của mình. Mình hỏi là có job nào ngon không, giới thiệu tao với. Rồi mình lên những cái trang Facebook mà kiểu tuyển những cái vị trí mà ở gần mình á, chỗ mình á. Nhưng mà được cái, nói chung là xui một cái là mình ở một cái thành phố Cao Hùng á, cũng ít cái việc làm hơn. Tại vì mình cái thứ nhất á, là cái vị trí của trường mình á là nằm ở trên núi lận. Nếu các bạn biết sơ qua thì các bạn biết ở trên núi thì cái việc đi lại rất là bất tiện luôn. Thế nên là đôi khi là tìm việc cũng khó nữa. Tại vì mình phải tìm những cái việc gần trường mình á, chứ tìm xa quá thì mất công mình di chuyển qua di chuyển lại từ chỗ làm mình mất công, mất thời gian rất là nhiều, thì đâu đó mình mệt lắm các bạn. Các bạn biết mà, các bạn cảm giác không, các bạn đi làm xong á, sau khi các bạn kết thúc một cái ca làm, một cái ca làm thì các bạn biết là cảm giác mà nó mệt mỏi, các bạn cũng phải chạy đâu đó nửa tiếng đồng hồ về thì cũng rất là căng đúng không? Thì nên là mình cũng hiểu được cảm giác đó, nên đa số mình cũng tìm được những cái chỗ làm xung quanh trường mình không à, trong vòng bán kính đâu đó là khoảng 5-10 km đổ lại thôi, 10 km đổ lại, 10 cây số đổ lại thôi. Nên đâm ra là cái công việc nó cũng ít đó các bạn. Nên là cái việc đầu tiên mà mình lên trên mạng, mình lên trên những cái diễn đàn đó thì mình tìm lục hết luôn. Đó là những cái chỗ mà làm ở cái gần trường mình á, những chỗ có bán kính đó đó. Ôi các bạn ơi, nó hiếm gì đâu mà mình hỏi người ta thì người ta cũng nói là hết tuyển rồi, hay là có người vô làm rồi, hoặc là tin tuyển dụng đã tuyển lâu lắm rồi, giống như vậy. Mà mình cũng nói chung là cũng có một cái duyên thôi. Thì mình lúc đó không biết sao á, cái chỗ mà chỗ việc làm của mình á, là mình hiện tại mình đang làm á là công việc dọn phòng ở khách sạn. Thì may mắn cho mình là cái thời điểm mà mình đi tìm á, thì có khách sạn kiểu bắt đầu mở cửa lại, các bạn biết thì xem các bạn biết là hiện tại Đài Loan mở cửa lại rồi, thì đâu đó thì du lịch nó cũng sẽ có các loại khách sạn cũng sẽ có, họ sẽ có khách, nên đâm ra là họ hiện tại họ đang cần những cái người dọn dẹp, những người dọn phòng á rất là nhiều luôn. Thì bạn mình á, khi đó mình nhắn tin cho bạn mình thì mình hỏi là về cái công việc là dọn phòng của khách sạn đó như thế nào, thì bạn ấy có nói những cái công việc cụ thể mình cần làm là gì, cũng như là mức lương, cũng như là lợi ích phúc lợi của mình sẽ có công việc đó là gì, cũng như là mình sẽ được đi làm bao nhiêu ngày, thì họ có nói mình. Thì lúc đó thì mình cũng nhắn tin cho bạn ấy là việc là hỏi xin quản lý đi, mình có thể nhắn tin quản lý đi, thì mình ứng tuyển vào vị trí đó. Thì bạn ấy đưa cho mình một cái like, cái tên, cái like của cái người quản lý đó. Thì bạn ấy giới thiệu cho mình cho cái người quản lý đó, thì quản lý đó nhận mình. Thì các bạn biết là đầu tiên của mình là rất là vui luôn, rất là happy luôn, cảm giác là mình rốt cuộc mình cũng đã đi làm rồi, các bạn đi làm rồi, mình đã có tiền rồi kiểu giống như vậy. Thì cái công việc đầu tiên mình rất là vui mừng rồi các bạn. Các bạn biết là thời điểm đó thì quản lý cũng hỏi mình rất là này nọ luôn, là hỏi em có giấy phép đi làm chưa, hỏi em có thể gửi ARC hay không, mà có thể gửi sổ tiết kiệm, sổ thể gọi là bên đây á, thì nó sẽ phát cho bạn một cái sổ, thì cuốn sổ đó sẽ ghi cái tên tài khoản ngân hàng của các bạn là gì, cũng như là mọi thông tin của bạn đều trên cuốn sổ đó. Thì chỉ cần chụp cuốn sổ đó cho quản lý thôi là được. Thì ngày đầu tiên mình đi làm thì các bạn biết là lâu lắm rồi chưa đi làm, nên mà khi mà đi làm rồi cũng rất là vui. Thì chung là mình cũng đi làm thôi, mình cứ ok sáng làm, tại vì mình rảnh thứ bảy chủ nhật đó các bạn, thì bình thường mình đăng ký là ngày sáng thứ bảy chủ nhật, thì tùy vào quản lý xếp cao thôi, nếu mà kiểu mà phòng ít á thì họ sẽ không xếp cho mình, còn nếu mà kiểu phòng nhiều họ xếp cho mình, kiểu như vậy mình sẽ được nhiều ca hơn. Thì làm khách sạn mà, khách sạn cũng phải tùy vào cái doanh số của cái phòng thôi các bạn. Mình cũng là mình đi dọn á, thì cái đầu tiên mình đi dọn là mình dọn bắt đầu cái ca của mình làm việc là lúc 10 giờ cho tới 17 giờ chiều, từ tới 5 giờ chiều á. Thì đó là mình làm khoảng thời gian là 7 tiếng, thì là họ tính cho mình là 6 tiếng rưỡi, tại vì nửa tiếng là họ tính là ăn cơm, là họ sẽ không có tính cho mình, họ tính cho mình là 6 tiếng rưỡi. Lương thì mức lương cũng ok thôi, cũng là 160 khoai 1 giờ, thì nói chung 60 khoai 1 giờ thì đâu đó tính là tiền Việt Nam của mình đâu đó cũng hơn 100 ngàn một xíu, hơn 100 ngàn 1 giờ xíu. Thì nếu mà các bạn có nhiều người kiểu nhiều người sẽ đổi ra tiền Việt á, thì họ sẽ thấy là công nhận làm ở Đài Loan thì công nhận sướng thiệt ha, thì làm có 1 tiếng thôi mà đủ ăn cả ngày, thì kiểu như vậy. Thì có tại mình thấy là 160 thì thực sự là cũng đủ ăn cả ngày á các bạn. Các bạn chỉ cần làm 1 tiếng thôi là đủ ăn cả ngày luôn á, tại vì thực sự cái chi phí của mình hiện tại mình tiết kiệm á, nên đâm ra là chỉ dao động là khoảng 140-160 thôi. Nếu mà các bạn làm 1 tiếng là đủ ăn rồi, đúng rồi đó. Thì cảm giác đó, cảm giác thì kiểu mình cũng tham thôi, mình cũng thích thôi. Nhưng mà các bạn biết là công việc đầu tiên á, nó rất là kiểu nó rất là cực luôn. Mình không ngờ là nó cực như vậy, thật sự rất là cực. Thì mình chưa bao giờ dọn phòng ở nhà á, chưa nói chuyện mà đi dọn phòng khách sạn. Rồi cái ngày đầu tiên mà đi làm thì mình cũng bỡ ngỡ, tại vì thứ nhất là bỡ ngỡ về cái việc tiếng. Thì nếu các bạn xem video clip của mình thì rất là nhiều, thì các bạn biết là mình đi du học bằng tiếng Anh á, nên cái tiếng Trung của mình nó chỉ là giao tiếp ở mức cơ bản thôi, cũng kiểu là nói hiểu chút chút thôi, chứ không phải là hiểu hết. Mà cái việc này đầu tiên mình vô mình làm hồ sơ, giấy tờ đồ này nọ, ký hợp đồng rồi đó, thì các bạn biết là mình chỉ học gọi là giao tiếp cơ bản thôi, nên đôi khi là mình nhìn chữ mình cũng không hiểu là cái giấy này đang nói về cái gì, hàm ý như thế nào. Và lúc đó thì kiểu mình cũng không biết á, nên đâm ra là cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Mình phải mất tới nửa tiếng đồng hồ để mình có thể hoàn thành giấy tờ đó các bạn. Mà giấy tờ chỉ có 4 mặt thôi à, họ chỉ làm hợp đồng cho mình nè, rồi họ kêu mình ký vô những cái đó gì đó, rồi đủ thứ trả như giấy tờ đó. Thì mình mất hết nửa tiếng đồng hồ mình vô trễ. Nói chung mình đâm ra làm vậy làm cho cái ca của mình nó bị trễ hết khoảng 9 phút. Sau đó thì mình bắt đầu mình lên trên phòng mình làm việc. Thì các bạn biết là các bạn biết công việc dọn phòng á, là nó phải, các bạn biết là khách sạn của mình làm á là khách sạn 4 cho đến 5 sao, nên đâm ra là tiêu chuẩn của họ rất là cao. Cái việc mà phải xếp, phải gọi là làm phòng á, tôi gọi là làm phòng. Thì làm phòng như vậy á thì các bạn phải gọi là tỉ mỉ, các bạn phải gọi là cẩn thận ngăn nắp, làm mọi thứ thật là chỉnh chu, chứ không thể nào mà để lại. Các bạn biết là hút bụi là phải hút gọi là sạch sẽ luôn, không phải để một cọng tóc được. Cũng như là xếp những cái gai giường phải phẳng phiu, không có gọi là không có những cái nếp nhăn á, nên đâm ra là các bạn biết mà phải làm nhanh nha, tại vì một ngày á mình phải làm tới 30 phòng lận, mà trong vòng 7 tiếng thôi. Các bạn biết là mình phải gọi là cân đối thời gian như thế nào để có thể làm đủ 30 phòng á. Bởi vì mình chạy lúc vào ngày đầu tiên nha, mình tưởng là ngày đầu tiên đi làm thì cũng kiểu sẽ nhẹ nhàng đối với mình, chứ mà ai nhờ không ai ngờ mình mới học được cái cách làm gối nè, học cách xếp mền, học cách gọi là gỡ ra giường, học cách là phiêu đồ, bù đồ á, cũng như là học cách hút bụi. Mà ngày đầu tiên thì mình nghĩ là học ngày đầu tiên chắc cũng kiểu mình làm nhẹ nhàng thôi, kiểu mà mình cũng học để mình học mình biết thôi. Ai nhè đâu, trời ơi, ôi người cái bà làm chung với mình đó, bà hố như cái gì, bà đốc thúc mình cái gì, trong khi đó mình ngày đầu tiên mà mới đi làm các bạn. Nên là đâm ra cái ngày đầu tiên nó thiệt á, nếu mà các bạn mà chưa có, các bạn gọi là mới tuổi 18, 19, 20, 18, 19 mà kiểu chưa đi làm á, mà các bạn mà mới sang mà các bạn mà làm một cái công việc như vậy á, chắc chắn là các bạn sẽ ngày thứ hai các bạn không dám tới chỗ làm đâu, thực sự luôn. Thứ nhất là nó mệt, thứ hai nó mỏi, thứ ba là các bạn sẽ kiểu không muốn đi nữa. Tại vì thực sự là nó khó khăn quá đi, không ai mà thực sự không ai muốn làm một công việc mà kiểu mới ngày đầu tiên đi làm thôi, chưa biết gì hết, chưa ước chưa ráo mà thành người ta như vậy. Các bạn biết vừa làm hết 30 phòng trong, mình nhớ khoảng thời gian đó mình làm xong là khoảng 4 giờ mấy á, gần 5 giờ luôn các bạn. Trời ơi, tại vì ngày đầu tiên mà nên là mình cũng làm chậm mọi thứ chậm thôi. Nên là mình cũng nói với cô mà làm cùng mình á là thôi tha cho em đi chứ làm gì thôi. Nên các bạn biết là sau cái buổi làm ngày đầu tiên đó thì mình cũng vui là vì mình cũng đã làm được, mình cũng đã có job rồi. Vui nữa là mình cũng đã làm xong một ngày rồi, và vui nữa là mình cũng đã có được tiền rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó là mình về là mình ngủ luôn đó các bạn. Mình về mình mỏi mệt luôn, mình ăn xong rồi cái mình ngủ từ tối cho tới sáng luôn. Tại vì mình làm 2 ngày liên tiếp mà, thứ Bảy Chủ Nhật á. Nên cái ngày Chủ Nhật á, cái ngày mà sau cái ngày đó, trời ơi các bạn chưa biết đâu, cái nhức nè, nhức vai, nhức tay, nhức tùm lum bà la trên người mình, nó nhức toàn thân luôn. Trời ơi nó ê ẩm lắm các bạn. Cảm giác đó thực sự chưa có quen, mà cơ thể của mình chưa có quen được cái nhiệt với đó, nên đâm ra là rất là ê luôn, ê toàn thân luôn. Cái ngày Chủ Nhật á mình mở mắt dậy mình cũng cảm thấy là có nên đi không ta, cái trong một vòng trong đầu của mình là có nên đi làm không ta, kiểu mệt quá rồi, kiểu mệt lắm luôn rồi, có nên đi không ta. Thì lúc đó thì cũng cảm giác là thôi chứ ở nhà cũng chán quá, ở nhà mình cũng tốn thời gian, cũng không có tiền, lại giờ mà cũng đang kẹt tiền nữa, nên đâm ra là thôi cũng gán lết cái thân để đi làm cho ngày Chủ Nhật, thì cũng cố gắng qua cái ngày Chủ Nhật. Thì các bạn biết là sau 2 ngày rồi thì cái ngày thứ ba thì rất là dễ dàng luôn, tại vì mình cũng đã quen được cái nhịp rồi, mình làm với ai cũng được hết kiểu như vậy thì sẽ không bị bỡ ngỡ nữa. Nên đôi khi là các bạn biết là ngày đầu tiên đi làm cũng là tốt thôi, cũng là vui thôi, các bạn cũng kiếm được tiền thôi, nhưng mà ngược lại thì các bạn cũng sẽ hiểu được là cái giá trị của các bạn như thế nào. Kiểu nó kiếm tiền nó khó như thế nào, kiểu giống như vậy. Thì clip ngày hôm nay thì tôi chia sẻ các bạn là cái một ngày đi làm của mình như thế nào. Thì các bạn có những câu hỏi thắc mắc về du học Đài Loan, coi như các bạn tắt video này, mình chỉ muốn nhắc nhở các bạn là cái gì nó cũng có một cái giá của nó, các bạn hãy cố gắng đánh đổi thì các bạn sẽ đạt được thôi, cố gắng nỗ lực thì sẽ thành công. Nhưng cái bộ phim hay nói gì đó, thì các bạn thấy video hay, like, comment, subscribe, hết cho động lực ra YouTube hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.